Cô cứ dạy đi ha. Ở Ừ. trên các bạn cũng có tên Rồi. Thì em đang định bảo là em sẽ muốn chia ra lớp học thành các bài luôn, các bài cho các bạn luôn. Vậy thì em có thể hỏi ví dụ như là bạn Việt Tùng không ạ? Việt Tùng có thể chia cho bài 1, bài số chơ, bài số 8 hay không ạ? à, hôm nay Tùng xin phép vắng. Ok. Vậy thì hôm nay em không có Việt Tùng đúng không ạ? Thế em có thể mời bạn Minh Trang ạ. Ừ, còn đấy ạ. Có thể trợ giúp cô phần phần năm nhất từ câu 23 đến câu 27 ạ. Bạn có thể chọn đáp án trước và chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại đáp án và dịch qua lại đề bài sau ạ. Và những câu đi qua cấu trúc sau ạ. Vậy đáp án 23 bạn có thể nói cho cô biết đáp án không ạ? Từ 23 đến Con 27 như luôn ạ. cô đáp án là C á. C, chúng ta có for đúng rồi, 24 ạ. 24 là quen á. 25 chúng ta có. Singing á. Okay, 26 là Hard. hot. Và cuối các bạn cuối cùng của chúng ta là Almost. almost. Ở trong đấy bạn đã làm khá đúng từ đầu đến cuối, nhưng mà có một câu đang sai. Có ai có đáp án khác cho không ạ? Từ 23 đến cho 27 ạ, có đáp án khác không ạ? Ok, cảm ơn. Đoàn xem nào. Con logo câu 27 đáp án là D, một. Đúng rồi ạ, chúng ta sẽ phải dùng most ạ. Rồi, tại sao ạ? Tại vì là most thì là most of the time, đa phần thời gian ạ. Almost thì lại là gần như ạ, và chưa được đúng lắm ạ. Với câu ngữ cảnh này, nào chúng ta sẽ đi qua lại bài này. Bài này chủ đề sẽ là về gì ạ? Về là cũng có thể như là viết một bức thư như đấy, nhưng mà đây là chỉ có đầu thư và chỉ có phần thân bài. Rồi, chúng ta có four ages là có cấu trúc gì đấy ạ? Four ages là đã rất lâu rồi. Rồi. Robin got into serious ill. I fell off when I was playing. Tôi bị ngã khi tôi đang chơi. Đây là một câu tường thuật kể lại về một thì gì đây? Was playing là thì gì ạ? Thử xem nào. Was playing là thì quá khứ. Tiếp diễn. Từ. Có câu trúc hoặc là có từ vựng nào trong này mà các bạn có cần thấy là cần phải diễn giải không ạ? Nếu không ai cảm thấy bài này khó thì sẽ bỏ qua nhé, để đi thêm bài tiếp nhé, bởi vì cậu thấy là bài này cũng khá là dài ấy. Nào, bài số tiếp theo ạ, bài số 9 thì là chúng ta có một bài, cũng là một bài văn, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ có từ câu 28 đến 32. Cô có thể là ai bây giờ ta? Sorry. Tuệ Minh giúp cô ạ. 28A. Hai mươi chín ạ. 29D ạ. Đây, 30 ạ. 30A, à 30D ạ. 31 ạ. 31A. Và 32 chúng ta có là 32A rồi ạ. rồi. Nào, cùng đi qua các cái câu nào, đoạn nào trong bài nhé. Con có thể giúp cô đã. 28 con có thể tìm thấy dữ liệu ở đâu ạ? 28. 28 dữ liệu ở almost every village has a Rồi ạ, đây là câu 28 của chúng ta. Rồi, đa phần chúng ta có thể thấy mỗi ngôi làng đều có, gần như là các ngôi làng đều có gì ạ? Church là ở đây thì sẽ dùng từ gì ạ? Nhà thờ đúng không ạ? Ở đây mình sẽ dùng nhà thờ. Và câu 28 là easily seen. Easily seen là dễ nhận thấy nhất, dễ thấy nhất, nghĩa là hay gặp nhất đúng không?
Nào, và chúng ta ở đây này cũng có từ đồng nghĩa của nó là gì đây ta? Rồi. Almost every, gần như là mỗi làng thì là dễ thấy rồi cơ. Rồi ạ. Rồi, câu 29 ạ. 29 là ở dòng à, ở đoạn cuối cùng ạ. 29 đúng không ạ? Chúng ta có đoạn cuối cùng most of village này đúng không ạ? Rồi, tại sao nó lại là không phải nhỉ? Ở đoạn cuối ta ghi là people can go there to buy what they can find in the village shop. Rồi, nghĩa là sẽ có những thứ không thể tìm được ở trên village shop đúng không ạ? Can't find, không thể tìm được. Không thể tìm được hoặc là không thể mua mua được. Vậy nên là cái câu D nó là có thể mua được mọi thứ ở ở những nơi bán hàng trong cửa trong trong làng là chưa đúng. Rồi, câu số 30 ạ. Từ ít thì sẽ thay thế cho. Chúng ta có từ ít ở đây đúng không ạ? Rồi. Và từ ít này sẽ thay thế cho gì ạ? The village green Sẽ thay thế cho chủ ngữ chính của chúng ta đây đúng không? The village green. Cảm ơn. Rồi. Rồi, câu 31 nào. Ở mùa hè, ở mùa... Sorry, đúng rồi, summer mùa hè. Rồi, nó là đoạn nào đây nhỉ? Có vẻ cô như có thể tìm đây là ngay câu đầu đúng không? For the summer holiday, những ngày lễ nghỉ nghỉ hè. Rồi, thế thì câu này dễ. Và câu số 32, tại sao chúng ta lại chọn là the English countryside? Tại sao lại là vùng, chỉ là vùng quê nước Mỹ thôi? Nó đã bao gồm gì không ạ? Chúng ta có ba ba cái còn lại. Advantage of country life, nghĩa là lợi thế vùng đồng quê. Ở trong bài cũng đã mô tả là có những cái đẹp hơn ở thành phố nhưng mà nó lại chưa chưa đến đúng lắm. Things in an English village, những thứ ở trong một ngôi làng làng nước ngoài, làng ở Mỹ thì cũng chưa đúng. Và cái việc summer holiday in England thì người ta không không nhắc đến, người ta chỉ nói là nhiều người chọn ở đây đến đây là mùa hè thôi, nó không nói là mùa hè ở đây diễn ra như thế nào. Vậy nên chúng ta chỉ có đáp án A thôi ạ. Nó sẽ mô tả về về gì ạ? English countryside là những ngôi làng ở bên bên Mỹ. Rồi. Lúc cô phần tiêu tiếp theo ạ, câu 33 cho đến ồ, bài này đến câu 40 à? 33 đến 40. Thế thì cô sẽ nhờ một bạn từ 33 đến 36 giúp cô ạ. Xem nào, Bảo Ngọc giúp cô được không ạ? Câu 33 đến câu 36 ạ. Con chọn đáp án A. 33 chúng ta chọn đáp án A đúng không ạ? Rồi. Chúng ta có tại những đáp án còn lại tại sao lại không đúng nhỉ? Có thể chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé. Rồi, for 5 years has learned là thì gì rồi ạ? Hoàn thành. Dạ rồi. Và chúng ta đã có for 5 years. Câu 5 này tại câu B tại sao sai nhỉ? Sai từ. Rồi, chúng ta sẽ có seen ở đây đúng không? Seen thì sẽ đi với cả gì ạ? Sẽ đi cộng với cả một một gì? Một mốc thời gian. Còn 5 years là một khoảng thời gian, vậy nên không đúng đúng không ạ? Rồi. Have learned English for 5 years. Chúng ta sẽ có dùng gì đây ạ? Have learned là quá khứ hoàn thành. Và quá hoàn thành thì là sai ở trong trong nghĩa câu này. Bạn câu trên là câu mẫu của chúng ta là started learning, bắt đầu học từ 5 năm trước, nghĩa là chưa dừng lại. Và had learned, quá khứ hoàn thành, nghĩa là đã hoàn thành trong quá khứ rồi, vậy nên câu này đã bị sai nghĩa. Và cuối cùng chúng ta có câu câu gì ạ? Have learned English for 5 years. Thứ nhất là sister, không có s, số ít đúng không ạ? Chúng ta sẽ không dùng have nữa và 5 years. Điều cơ bản nhất ở đây đó là thiếu thiếu S. Vậy nên câu D này cũng sai luôn ạ. Rồi, câu 34 ạ.
Ô ba tư chọn D. D D. No, my cousin used to visit me when he lived in Hà Nội. Rồi, chúng ta có cụm từ used to work, nghĩa là gì ạ? Cấu trúc gì đấy ạ? Thường làm gì trong quá khứ đúng không? Nào. Vậy thì các câu còn lại tại sao sai này? Chúng ta đi qua một lượt nhanh nhá. Used to thì không cộng với gì ạ? Verb in, được chưa ạ? Used to thì không cộng với verb in ở đây. My cousin used to visit me when he lived in Hà Nội. Ở đây used to và live in Hà Nội, thế thì chỗ này sao? Thiếu gì? Mặc sai gì ở câu này? Rồi, chúng ta sẽ không có động từ to be đằng trước này nhé. Đằng trước là chủ ngữ cộng với used to luôn. Chúng ta bỏ bỏ is đi, không cần động từ to be ở câu này. Rồi, và ở đây thì là used to visit me. Đã từng đến thăm tôi nhưng mà ở đây lại là lives in Hà Nội. Được chưa ạ? Ở đây thì là thì quá khứ và ở đây là thì hiện tại. Và hai cái mốc sự kiện này ngược nhau, vậy nên là câu này là sai tuyệt cung ạ. Câu 35 nào. Câu 35 là B. 35 chúng ta có D đúng không ạ? Con chọn D hay B rồi con? B ạ. D à? D thì chưa đúng lắm rồi. Đáp án đúng ở đây B B nhá. Rồi. Thế bây giờ hỏi B thì có giải thích được không? Giải thích thử xem nào. He asked B. me when I went, whether I went to school on holiday. Câu gián tiếp thì lấy câu hỏi không có từ để hỏi thì dùng weather. Đúng rồi, chúng ta dùng whether hoặc if ở đoạn này mới đúng cấu trúc câu asked đúng ạ? Cộng với cả chủ ngữ. Rồi cộng với cả whether hoặc là if tùy trường hợp. Rồi, cộng với cả vế đằng sau, object. Vế đằng sau các bạn còn lại. Rồi, cái câu 1 này, when to school, he asked me when. Asked thì đi với when thì không có. Vậy nên là chúng ta sẽ không 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 tính trường hợp câu này. Asked đúng thế, tương tự không đi với đứt. Rồi, ask me that I went to school. Chúng ta lại không có cái này luôn. Vậy nên là nếu mà chỉ cần nhớ có một cái câu này thôi là chúng ta có thể tự động loại bỏ ba câu còn lại này. Được chưa? Chỉ cần nhớ một lần công thức thì ba câu còn lại sẽ bỏ qua cũng được. 36 ạ. Chúc cô ạ. Câu 36 là C. 6 là C đúng không ạ? Rồi, was built near the airport last year. Rồi, thứ nhất là được xây đúng không ạ? Was built, has been built. Cũng không đúng. Phải là was thì sẽ không với đi với been. Was sẽ đi với không đi với been, không đi với động từ to be bởi vì bản thân was nó là một cái động từ to be rồi đúng không ạ? Động to be trong quá khứ nên chúng ta không để nữa. Rồi, câu A là sai là vì vậy này. Supermarket built near the airport last year. Thứ nhất nó không tự xây. Vậy nên là từ build này mới chỉ là build. Thứ nhất là sai bởi vì là thiếu gì ạ? Không được xây, what build tại là to be cộng với verb verb phần thứ hai. Rồi, what's build near the airport? Câu số 3 và câu 3 và câu câu C và câu D D khác nhau thế nào nhỉ? Vị làm sao đây? The airport was built near the supermarket last year. Nó đang ngược vế với cả câu 36 đúng không ạ? Phải là họ bà xây siêu thị ở đây là sân bay được xây. Đây là sai nguyên cả câu này đúng không ạ? Sai nguyên hai vế. Chủ ngữ. Được chưa ạ? Rồi. Cô nhờ nốt ạ. 37 ạ. 37 bạn Bảo giúp cô được không ạ? Thiên Bảo ạ. 37 cho đến 40 ạ. Cô cảm ơn. Con sẽ có 37 D à? 37 con chọn đáp án D đúng không ạ? Ồ. Rồi, chờ không chút nữa có thể đổi màu vậy. People say that six out of seven wonders of the ancient world were destroyed. Và con chọn đáp án D này. Are said to be. Chưa đúng rồi ạ. Sorry. Chúng ta ở đây nếu mà trong này cô đang có một đáp án của cô lại là A cơ. Con có thể thuyết phục cô là tại sao con chọn D được không?
D tại con đấy nó cái vế đó chỉ là sát rồi, tức là trong thì hiện tại giống giống kiểu khi cô phải đến trên cùng hiện tại. Rồi, Còn câu à, còn câu a x what là nó chỉ ở thì quá khứ. đúng rồi. Were destroyed. Đã được bị set đấy, before set that. Vậy nên là câu ở dưới chúng ta sẽ là cũng phải không? Nhưng mà đây là chúng ta là đâu gì ạ? Đang là loại câu gì và chúng ta phải chuyển đổi về câu gì? Xíu. Câu số 30, 37 đúng không ạ? Đây là câu đang là gì ạ? Đang là chúng ta sẽ chuyển về câu bị cấu trúc bị động. Trúc bị động khách quan, và chúng ta có công thức của câu bị cấu trúc đó là phải lùi. Câu bị động nó phải lùi lùi thì không ạ? It was said that. Nó đã được nói rằng và mọi người nói rằng. Rồi, vậy thì cô sẽ công nhận đáp án con nhé. Ở đây cô 37 đáp án, 6 đáp án này đã bị sai. Câu D mới là đúng ạ. Bởi vì thứ nhất là sai thì đúng không ạ? Bởi vì ở trên đang là say và ở dưới cũng thế. Rồi, giúp cô câu 38 Ừ, có 38 là B. 38 là B đúng không ạ? We haven't met. Chưa đúng. B hay D ạ? B. B à? B thì tạm thời chưa đúng được, bởi vì chúng ta có seen two months. Seen thì như vừa nói lúc nãy là phải là đi với gì ạ? Một một mốc thời gian. 2 tháng trước thì không phải là mốc thời gian, 2 tháng trước là một khoảng thời gian. 2 tháng về trước là một khoảng thời gian nữa. Vậy nên chúng ta sẽ dùng đổi seen thành. Các bạn đúng của chúng ta phải là D ạ. Được chưa? Giờ giúp cô. For thì vừa cộng với cả một một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này nghĩa là 2 tháng, 5 tháng, 1 năm hay là 10 phút, bao nhiêu giờ đấy, nó đều gọi là một khoảng thời gian. Còn một mốc thời gian nó sẽ là phải là năm 2011, tháng 5, tháng 4 hoặc là ngày hôm qua. Rồi, câu số 39 giúp cô ạ. 39 à. Nhìn qua đúng rồi, có hơi đấy. 39A đúng rồi ạ. Chúng ta có mẫu câu suggested đúng không ạ? Why don't you take my suggestion? Ask it me thì chưa đúng nghĩa. Order after me, yêu cầu tôi một ngày lễ. Only take a holiday, nghỉ lễ không đúng này. Và shouldn't take a holiday thì nó lại bị sai sai nghĩa của câu. Rồi, câu 40 ạ. Câu 40 là B. Câu 40 B à? Chúng ta có câu là the villagers are trying to learn English. They want to communicate with the foreign customer. Rồi, cũng hơi câu này hơi khó hiểu một xíu nhá. Thì theo như ở đây này, theo như ở đây chúng ta là nghĩa, câu này dịch ra thì nghĩa là gì ạ? Dân làng thì làm sao ạ? Dân làng đang cố gắng học học tiếng Anh và họ muốn giao tiếp với cả người nước ngoài. Và chúng ta có câu B này là người dân làng đang muốn học tiếng Anh in order that, để mà họ muốn giao tiếp với người nước ngoài thì cũng chưa đúng lắm. Để mà họ thì đây cũng là một bằng với one rồi ạ. In order to, để mà làm gì đấy, ở người quan rồi, và cái của họ là họ có thể giao tiếp và họ muốn có thể giao tiếp với người nước ngoài, nên chúng ta phải chọn A ạ. Có cảm thấy hợp lý không, hay vẫn cảm thấy đang chưa hợp lý? Hôm nay cô cũng đã ngồi cứ nghĩ câu này và cảm thấy là tại sao lại ở dưới lại ở trên là want và ở dưới lại là can. Nhưng mà cái mong muốn ở đây của họ khi người ta nói đến câu này nghĩa là họ họ muốn có thể giao tiếp với nước ngoài. Có muốn có thể thì nghĩa là bằng với cả gì ạ? Có thể, được chưa? Can communicate chứ không phải là họ muốn, họ học tiếng Anh để họ muốn giao tiếp. Họ học tiếng Anh để họ có thể giao tiếp ạ. Vậy nên là chúng ta có in order to rồi đấy, in order ở đây rồi. Vậy nên nó sẽ bằng với cả one to. Được chưa ạ? Này xem nó có thể được không?
Vậy nên là cơ bản ở đây của nó là cái đáp án B ạ. Rồi, chúng ta thấy là xong với đề 9 rồi đúng không ạ? Các bạn có phần nào cảm thấy thắc mắc từ câu bắt đầu câu chữa đến giờ không ạ? Có cảm thấy câu nào sai hay là chưa đồng ý không? Hay là bạn nào có thể muốn sửa cái phần nào đấy thì báo cô ạ. Nào, chúng ta chuyển sang đề 10 giúp cô ạ. Đề 10 câu 1, 1, 2, 3, 4 ạ. Chúng ta sẽ làm luôn cho một bạn thôi ạ. Bởi vì hai cái phần này nó sẽ khá gần nhau. Có thể giúp cô bạn đoàn không ạ? Đoàn giúp cô này, mấy câu này thì sẽ nhanh thôi. Chúng ta có đuôi ED là đã có công thức rồi. Thì câu 1 là gì đây? Con cô một đáp án là B ạ. B à? B Close. chưa? Clouded này ở đây vẫn là đuôi chữ D, đuôi D con nhé. Sorry, câu sửa lại nha. Con chọn D mà cô. D hay B? D ạ, D. Sorry. Nghe không rõ cô lại tưởng B. Rồi, D thì đã đúng ạ. Đây là đuôi gì ạ? ED là được phát âm như nào ạ? Finish the đúng không ạ? Phải là đuôi gì ạ? Đuôi Đờ. D. Rồi, đuôi T. Các âm còn lại sẽ là đuôi. Đuôi đờ. Rồi, cô cảm ơn. Rồi, câu 2 ạ. Con chọn đáp án C. Đo tờ. Daughter phát âm như nào đấy ạ? Daughter. Rồi, chúng ta có daughters, fight and sightseeing. Âm G, cái chữ GS ở đây đều là âm câm ạ. Nghĩa là không phát âm. Các bạn có để ý daughter, fight và sightseeing. Chúng ta sẽ không có đâu ạ. Đó, vậy đây là chúng ta chỉ có latter. Latter ở đây sẽ được chia thành âm âm f thì ở đây sẽ được nối lại là âm. Rồi ạ. Vậy nên là đây có là đáp án đúng và đáp án A ạ. Còn đâu các cái còn lại thì đều là âm câm giống nhau. Vậy nên là A mới là đáp án đúng của chúng ta. Câu 3 ạ. Câu lần giữa chọn trước luôn nó câu 3 câu 4 đi bạn đoàn ạ. Có bao con nhận đáp án A. Bà mình kêu âm tiết từ mấy đấy ạ? Thứ hai à? Chưa đúng nha. Rồi, nếu các bạn search ạ, chúng ta có artificial là âm tiết thứ thứ ba. Còn các cái còn lại mới là âm tiết thứ thứ nhất ạ. Businessman, secretary and secondary is all the first article, first threat. Rồi ạ. Phải D nhá, artificial. Artificials. Chữ F này này. Rồi, câu 4. C ạ. Câu 4 con chọn C. Câu 4 chúng ta có D, D, umbrella. Umbrella là âm số mấy đây ạ? C, interested là âm thứ nhất. Opposites cũng vậy và dangerous cũng vậy ạ. Ba cái đều là âm tiết thứ nhất, D O N in. Chỉ có umbrella âm thứ hai thôi ạ. Để giúp cô nha. Cái này mình có thể check. Cái này mình ngoài việc là làm nhiều và thuộc ra thì chúng ta sẽ học mẹo đến phần cuối sau. Nào, câu số 3, bài số 3, cô cảm ơn nhá, cố gắng. Câu 5 cho đến bài số 3 chúng ta có ai đấy ạ? 5, 6, 7 thôi ạ. 5, 6, 7. Cô có thể mời ai nhỉ? Hiền Anh nào. Giúp cô ạ. Câu 5. Con có thể chọn đáp án nào và sai và con muốn sửa như thế nào ạ? Phạm Hiền Anh ạ.
Không có luôn. Đây rồi. Rồi giúp cho cô câu, giúp cho cô câu 5 6 với 5 6 7 ạ. Con cho cô câu 5, con chọn D ạ. Rồi, D, chúng ta đang chuyển thành gì ạ? The Rồi, so sánh nhất, so sánh đây là so sánh nhất đúng không ạ? Vậy nên chúng ta sẽ phải chuyển ơ, trở đổi thành the, best. Rồi, tiếp ạ, câu số 6 chúng ta có. sáu con chọn Câu 6 chúng ta là có A. A thì con muốn đổi thành gì không ạ? Accompanied, được đồng hành, không sai đâu ạ. Chúng ta có thể đổi đáp án khác không? B ạ. Rồi, thử đi nhé, tại sao lại B nào? Đổi thành world ạ. Chưa đúng. Đổi thành Chưa đúng. world. A W A Chưa đúng luôn. Chọn đúng rồi. S. Rồi, nào chúng ta có câu này accompanied là gì ạ? Được đồng hành. Bởi by her classmates accompanied, đây là được đồng hành ạ, đây là bị động ạ, đây là người được đi cùng, vậy nên là chúng ta sau dấu phẩy chúng ta lại phải tìm cho cô, chia cho cô theo chủ ngữ chính. Chủ ngữ chính ở đây là gì ạ? Jane. Jane, Jane thì bạn ấy sẽ phải là đổi thành gì ạ? Không phải or nữa, chúng ta sẽ chuyển để thành, chia thành gì ạ? Is nha. Chủ ngữ chính đây ạ, và chúng ta sẽ chia động từ to be theo chủ ngữ chính, được chưa ạ? Và Jane là số ít và tên người nên chỉ chia thành is thôi, không cần phải or ạ. Câu 7 nào. Cô bảy con chọn B ạ. Rồi, B đúng. Rồi, thành gì ạ? Rồi, để chúng ta có công thức as cộng với cả tính tính từ và cộng với cả as nghĩa là so sánh gì đấy ạ? Đây gọi là so sánh gì? So sánh thôi. So sánh bằng hoặc là so, tuy ở đây gọi là so sánh bằng nhưng mà nó có động từ phủ định đằng trước nên lại thành so sánh hơn hoặc so sánh kém, được không ạ? Rồi, cô cảm ơn. Câu số 4 xem nào. Bài số 8 này, bài số 4 này sẽ là 16. 8 đến 16, 8 câu à? 8 câu thì nhờ 1, 2, 3, 4, 4 câu đầu à? 4 câu đầu có thể nhờ ai ạ? À? Phương giúp cô ạ. Câu A con chọn B Câu A đúng không ạ? Rồi ạ. ạ. Alo cô sáu con chọn B. Rồi 8. Câu 8 chọn B bởi vì sao nào? Nó camera thì nó quét nó chỉ vật. Rồi, đồ chỉ đồ vật chúng ta chỉ chọn which thôi ạ. Câu 9 ạ. Câu chín chọn A. Rồi. Đây là câu gì ạ? Câu điều kiện loại hai. Nào, câu điều kiện loại 2 đúng không? Sẽ chúng ta sẽ có công thức là if cộng với chủ ngữ cộng phân từ 2 thì đằng sau sẽ cộng với cả would. Would gì đó. Nói rồi động thiếu. Câu số 10. Câu số 10 con nghĩ là B. B, has she. Rồi, bởi vì sao nhỉ? Chúng ta đằng trước có, đây là câu hỏi đuôi đúng không? Thì sẽ phải là ngược lại với cả ở đây. Ở chúng ta có has never đang là dạng gì ạ? Phủ định hay khẳng định? Rồi, đang là dạng phủ định, vậy nên chúng ta sẽ chọn B gọi là dạng dạng khẳng định. Đúng rồi ạ. Rồi, 1, 2, 3, 4. Nốt câu nào, câu số 11 nào. 11A. 11A đúng không ạ? What's bill? Rồi, tại sao lại chọn A nào? Nó là cô bị động à? Rồi. Ngôi trường, nhà thờ thì phải là được xây đúng không ạ? Chứ không có, nó không tự xây được. Cô cảm ơn ạ. Trà My giúp cô nào. Những câu còn lại ạ. 12 cho đến 16 C. 12C đúng không? Tại sao ạ? Tại vì có giờ. Rồi, 11:30, 1 giờ rất là cụ thể đúng không ạ? Vậy nên là ất sẽ đi cùng với cả một 1 giờ cụ thể. Các bạn câu số 13. 13B. Rồi. Tại sao lại however ạ? Vì hai về đối lập.
Rồi. Tuy nhiên đúng không? O dâu cũng vậy, nhưng mà tại sao mình không chọn o dâu nhỉ? Cô dâu không đi với dấu câu là dấu phẩy. Đúng rồi, tơ dâu không đi với dấu phẩy. Và therefore và so thì lại ngược, ngược nghĩa, không đúng nghĩa. Vậy nên chúng ta chọn B, câu 14 ạ. 14B. 14B đúng không ạ? Rồi, cái này chúng ta có mẹo gì không? Hay là phải tìm hiểu như thế nào? Con làm câu này con phải có mẹo gì không? Hay là... Con nhớ cô này làm rồi. Nào, nếu bạn nào không có nào thì sẽ lược đi một lại nhé. Cô có ở đây mốc thời gian là March, late March, or early April, cuối tháng 3, đầu tháng 4. Cuối tháng 3, đầu tháng 4, xong rồi chúng ta sẽ có gì ạ? Thanksgiving, đầu tiên là Christmas. Christmas là tháng bao nhiêu ạ? Christmas đối với cô là tháng 10, 12. Easter của chúng ta đó là... Nếu các bạn nào không biết thì Easter cũng sẽ rơi vào ngày cuối cùng của tháng 3. Ngày cuối cùng của tháng 3. Đúng nhưng mà chưa đủ điều kiện đúng không ạ? Bởi vì là cuối tháng 3 và đầu tháng 4 và Thanksgiving sẽ vào tháng tháng 11. Vậy nên là nếu mà các bạn nào biết có thể loại bỏ đi, chúng ta sẽ có ngày ngày lễ còn lại, còn ngày cuối cùng ạ, Passover. Và ngày lễ này là ngày lễ gì ạ? Để có tìm nghĩa xem nào. Lễ quá hải của người người Do Thái. Rồi, câu 15 ạ. 15C. 15C. Physical. Tại sao nhỉ? Physical là loại từ gì đó? Danh từ. Nào. Đúng không? Physical thì là tính từ đấy. Được chưa? Physical thì cần tính từ đó các bạn nhé. Và ở đây chúng ta sẽ có excellent physical conditions. Ở đây sẽ là một sức khỏe tốt. Nếu bạn muốn đi đến, bạn muốn đi một chuyến gọi là du lịch vũ trụ, bạn sẽ phải có yêu cầu một sức khỏe cực kỳ tốt. Được chưa? Excellent physical condition. Chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ dùng tính từ nhé. Rồi, phải là C đúng nhưng mà phải ta phải tìm lại loại từ ạ. Câu 16, câu cuối cùng nào. Sáu Rồi. Câu này nghĩa là gì? Đọc giúp cô ạ. I suggest that we should prohibit people from catching fish by using electricity. Nghĩa là tôi gợi ý là chúng ta nên cấm những người đánh bắt cá bằng cách sử dụng điện. rồi chúng ta có catching fish using electricity, các bạn đều có thể biết đây gọi là bánh cắt cá bằng bằng điện rồi. Và ba từ còn lại này, incorrect, relate và let. Let là để, được chưa? Let somebody do something, để ai đấy làm gì. Related somebody with somebody nghĩa là quan hệ gì với ai đấy. Và incorrect là khuyến khích. Ba cái động từ này rất là gọi là tích cực đúng không ạ? Chúng ta chỉ còn say prohibited là nghĩa là gì đấy ạ? À? Ngăn cấm. Ngăn cấm. Cô cảm ơn ạ. Rồi. 17, 18. Nào, Minh Trang giúp cô ạ. Hai câu này đơn giản, nhanh nhé. Chúng ta có câu 17 và 18. 17 con sẽ chọn đáp án nào ạ? Bạn có thể đóng dùng quyền khổ không Ben? Đang rất là lạnh thì sẽ là... Không có loại A. Vâng, A. À đúng rồi. Đương nhiên là không phiền gì rồi. Of course not. Thank you. Rồi, Tôi có câu 18 số là C ạ. 18C. That's a good idea. How about visiting the church this weekend? Nghĩa là Kiểu nó đang rủ đi nhà thờ ấy, vào cuối tuần. bạn nghĩ sao về một chuyến đi cuối tuần đúng không ạ? Ô, cảm ơn. Rồi. Bài tiếp theo nào, chúng ta có gì đây? Câu 19 cho đến câu số 22, 1, 2, 3, 4. Một bạn thôi ạ. Rồi. Nó hả hả cô? Ừ, đúng rồi ạ. Ô, cảm ơn.
Câu 19. Rồi chúng ta bài này 19-20 là closest meaning, gần nghĩa nào, đồng nghĩa nào. Go on chúng ta có. Có chọn C ạ. Ok. Go on, tiếp tục chúng ta bằng với cả continue. Rồi, câu số 20 ạ. Con thứ cô là con số 20, con chọn là Chọn C. A. A hay C? Đây ạ. A hả? Rồi, chúng ta có gì đây? Postpone là gì ạ? Nếu các bạn không biết thì ở đây có nghĩa là trì hoãn ạ. Postpone. Nếu bạn nào chưa nhớ làm cái từ này, nghĩa là trì hoãn. Rồi, và đây là một động từ. Và chúng ta sẽ cùng có đồng nghĩa với từ C, put off. Đấy chưa ạ? Đây là một verb phrase. Put off là cho dừng. Chúng ta sẽ phải là C nhá. Check up là tiếp tục, turn around, quay vòng. Được chưa ạ? Check up, take something up. Chúng ta có cấu trúc ạ. Take something up thì là round có nghĩa là quay tròn, và do it là làm cùng ạ. Vậy chúng ta chỉ có đây C, push for off là dừng ạ. Quay trở về. Put off ở đây là một verb phrase nhé, cụm danh từ ạ. Câu 21 ạ. Câu 21 con chọn C. Rồi, chúng ta lần này phải tìm gì ạ? Không phải đồng nghĩa nữa, mà là opposite. Opposite là trái. Trái nghĩa rồi. Và chúng ta có give up. Nào, con có thể lượt tìm lựa chọn lại không? Cho lựa Nếu mà lựa chọn lại thì con chọn B ạ. rồi ạ. Nếu nhá, đọc đề bài kỹ ạ. Chúng ta có 4 câu thôi, nhưng mà chúng ta có tận 2 bài nhá. Bài này bài trái nghĩa, give up, từ từ bỏ. Và ngược lại với nó đương nhiên là continue, tiếp tục. Continued. Rồi, 22 ạ. Carry on with. Thì có án nào ạ? Rồi thì là con thứ vô là quan trọng D ạ. Carry on with và đi với. Và đi với stop, đúng rồi ạ. Carry on with bằng nghĩa với continue luôn, tiếp tục. Và đương nhiên là ngược với đó chỉ có đơn giản và dễ dàng nhất, stop, dừng. Đấy, rồi. 1, 2, 3, 4. Ok. Tụi mình giúp cô ạ. Chúng ta sẽ có bài Learning How to Learn. Các bạn có thể điền trước khi đấy, vì để cho nó dễ hơn mình có thể đọc cho cô đáp án được không ạ? Đọc cho đáp án cô sẽ điền ở đây, tí nữa mình sẽ đọc cho dễ hơn ạ. 23C thon. Rồi ạ. 24 nào. 24 là lúc ạ. Lúc 25 chúng ta có 25 information. rồi. 26 là help. Và 27 chúng ta có 27 là ways.
27 là wait. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng 4 trên 5 rồi. Sai một câu. Rồi. Có muốn làm lại không ạ? Hay là nhường cho bạn khác? Có nhìn thấy lộn tự tin với đáp án này chưa? Hay là để cho bạn khác suy nghĩ nào? Bạn quan sát ạ. Và xem bạn đang sai ở đâu. Bạn đang sai mất một câu đấy ạ. Rồi, có vẻ không tìm, chúng ta cùng tìm nhé. Rồi, very few students are taught how to organize their learning and how to make use of their time. Nhiều, ở đâu rất ít học sinh được dạy để làm cách nào để sắp xếp thời gian cho một cách hợp lý và hữu dụng nhất. Đúng rồi này. Và chúng ta ở đây chúng ta có cụm từ look, look up, tra từ điển, look up word. Tra từ điển ở tra từ ở trong từ điển của bạn cũng đúng ạ. Vậy and do you understand all of the information? Chúng ta đã có thể hiểu được tất cả gì đây ạ? Các thông tin mà từ điển có chứa không? Can you take note quickly and then you understand them authors? Bạn có thể take note lại và có thể hiểu chúng lại sau này không? Câu này đã đúng rồi ạ. For some reason, many schools give learners, vì nhiều lý do rất nhiều trường lại không cho học sinh, không phải là help ạ, sự giúp đỡ với những vấn đề này mà là phải là information. Được chưa ạ? À sorry, instruction ạ. Instruction là hướng dẫn. Nhiều các trường đã không không hướng dẫn cho học sinh về những vấn đề này, được chưa? Về những vấn đề như là tìm thông tin hay tra từ hay là sử dụng thời gian, nó sẽ bao gồm hết các cái đoạn trên này, được chưa? Sử dụng thời gian hợp lý, tìm từ điển hoặc là nốt lại những thông tin cần tìm. Và câu 26 của chúng ta sẽ phải dùng từ instructions, hướng dẫn, được không ạ? Rồi. Teacher asked student to memorize page from book. Rồi, chúng ta có memorize ạ. Các bạn có thể nốt lại một chút ạ. Memorize ở đây là động từ. Nó có nghĩa là ghi nhớ trong trong trí nhớ hoặc nó đơn giản hơn ở đây gọi là learn by heart bằng với cả learn by heart, học thuộc lòng. Và ở đây nhưng mà ở dưới cuối chúng ta lại có gì đây ạ? Generally understand, memorizing book. Đâu sẽ là X pages from book. Giáo viên thì lại đòi hỏi học sinh phải học thuộc lòng các trang trong sách. But don't explain how to do it. Nhưng không giải thích là phải làm bằng cách nào. Learning by heart can be useful, but it's important to have a genius understanding. Rồi, genius understanding nghĩa là khái niệm cơ bản ạ. Để có thể một hiểu biết thực tế hoặc là hiểu biết những khái niệm thực tế, khái niệm cơ bản. Of a subject của một chủ đề nghĩa là ngoài những cái cách học thuộc lòng bình thường ra như các bạn học định nghĩa đó là cấu trúc toán thì à, cấu trúc gì ạ? Là cấu trúc của câu bị động là dùng để làm gì thì các bạn ít nhất cũng phải biết là câu này nó dùng cho tương lai trong quá khứ và cấu trúc của nó như thế nào. Thế được, thì đấy gọi là khái niệm thực tế hoặc là khái niệm cơ bản hơn. You can waste a lot of time memorizing book. Bạn có thể tốn rất nhiều thời gian. Đúng rồi ạ, tốn rất nhiều thời gian, waste a lot of time memorizing book để ghi nhớ học sách mà không hiểu gì về về vấn đề hoặc là môn môn học. Rồi, trong từ bài này còn từ nào cần phải nốt lại để mà giải thích không ạ? Có những từ nào mà các bạn có thể tra hay là chưa tra hay là có thể tìm được ra nhưng mà chưa hiểu nghĩa của nó hay là vấn đề cách vận dụng không ạ? Nào, có genius understanding này. Mà cô tìm có tìm được mấy từ này thôi. Còn từ nào nữa mà các bạn chưa tìm được? Ừ.
Rồi, ta đi tiếp bài khác nhau. Mấy giờ được nghỉ đấy? 8:35, 8:25. Ồ, em mời các bạn nghỉ nhá. Chúng ta đã học xong 55 phút đầu rồi. 7:30 cho đến 8:25 thì chúng ta sẽ nghỉ 10 phút nhá. Rồi, mời các bạn quay trở lại sau 10 phút sau. 8:35 chúng ta sẽ học gặp lại ạ. Nó cần phải để đúng không? Chắc không cần đâu.
Rồi, 35 rồi ạ. Mời các bạn mở lại nhé. Ok. Đoàn nào? Ngay trên đầu luôn. Chữ là câu bài tiếp theo ạ. Chúng ta sẽ có câu 28 đến 31 ở 32 ạ. Rồi, có thể đọc đáp án trước ạ, rồi chúng ta sẽ đi lại ấy sau ạ. Bắt đầu cô 28 con cho đáp án C ạ. C, chờ có một chút nhé. Rồi. Tiếp ạ, Câu 29. 29 chọn đáp án C. À, con nào con cho đáp án D ạ. D hả? Ok. Rồi. Tiếp nào. Câu 30 con chọn đáp án A. À. Sorry. Không. Câu 31 ạ. Oh, cô câu 31 đáp án D ạ. D. Và câu 32. Câu 32 con cho đáp án B ạ. Vocab and grammar. Con cho đáp án A. Ok, grammar là A nè. Giật mình. Rồi, nào, bây giờ sẽ quay lại lên bài và chúng ta cùng tìm hiểu xem các đáp án nhé. Rồi, câu số 28 bạn đã chọn đáp án C, 3 đúng không ạ? Rồi, English number 1, French number 2, and then we can find Spanish number 3. Rồi, vậy là đủ 3, 3 ngôn ngữ rồi, đã đúng ạ. Câu số 29, B and C, at high school and at university. Rồi, chúng ta sẽ tìm thấy ở đâu đây ạ? French and Spanish thì đều học ở high school. Và tiếp tục học Spanish ở đâu ạ? Still learning Spanish at the university. Vậy nên là đáp án của bạn là đúng. Bạn vừa học ở cấp 3 và đến cho đến khi học đại học thì bạn vẫn đang học tiếng Tây Ban Nha. Đúng luôn ạ. Câu số 30. Traveling may cause trouble if... Đi du lịch có thể sẽ tạo gây nên rắc rối đấy. A. You cannot speak the language well enough. Wow. Rồi đây, if you can't speak the language well enough, you will certainly have trouble. Rồi, can't speak well enough, you will have trouble. Đó đoạn này đúng không ạ? Đúng luôn. Tiếp, chúng ta có gì đây? 31. All are correct. Chúng ta có ba đáp án ở trên là gì mà đều all correct đây? Listening to radio and watching TV, reading books and seeing film. Rồi, listen, watching, reading, seeing. Tìm thử cho cô bốn động từ trên này xem này có không nào. Reading có này. Person getting all of listen to the radio. And và chúng ta ở đây có go to the movie, right? Seeing film in the language, xem phim của ngôn ngữ đấy thì chúng ta trên này sẽ có cụm từ khác thay thế đó là gì đây ạ? Đâu rồi? Frequently go to the movie, đi xem phim. Thường đi hay xem phim nghĩa là đã sang đi xem những bộ phim cùng cùng ngôn ngữ, đúng luôn ạ. Câu số 32, mastering grammar and vocabulary. Cái này chúng ta có thể tìm luôn đấy ạ. Câu cuối cùng luôn, grammar and vocabulary should be mastered first. Cấu trúc, ngữ pháp và từ vựng sẽ cần phải trau dồi đầu đầu tiên. Rồi, không có vấn đề gì sai. Cô cảm ơn ạ. Câu 33 cho đến câu số chúng ta có đến ở đây 35 rồi 10 à? 34 33. Chữa cho cô đến câu số 37 trước nhá. Ai đây ạ? Bảo Ngọc giúp cô ạ. Câu 33 quan trọng B. B không ạ? Rồi, let's organize a sponsor for cycling grade, the children said. Rồi, chúng ta đây là đang là câu trực tiếp gián tiếp nào. Chúng ta sẽ phải chọn gì đây ạ? B đúng không ạ? Bạn chọn B đúng không Vâng. ạ? À, rồi. Đúng. Rồi. Nào, chúng ta có subject thì cộng với verb in này, vì nên câu A subject cộng với từ động từ
Động từ người nguyên này là không đúng nhá. Câu này là không đúng này. Câu C này, subjecting cộng với organizing không có verb in, hai cái đi liền nhau này cả. Vậy nên câu C cũng không đúng luôn. Và told to organize là được bảo phải tổ chức một một cuộc đua. Đây là một tính chất, câu này mà tính chất mang tính chất bắt buộc. Và câu ở trên của chúng ta là gì đấy ạ? Chỉ là nên thôi, đang là một ý kiến và một lời lời khuyên nên làm gì đấy. Còn trâu này là một ý kiến bắt buộc của em, không đúng luôn. Câu 34 ạ. 34 luôn chọn B. 34 chúng ta có B đúng không ạ? Rồi. Rồi, đây là một đáp án đúng. Nhưng mà có cần giải thích không hay muốn cô giải thích? Cô để cô giải thích đi. Rồi, chúng ta có although. Although thì phải cộng với gì ạ? Cộng với chủ ngữ và cộng với cả verb in. Được chưa ạ? Sorry, không phải verb in. Phải là cộng với verb. Although đã cộng với cả chủ ngữ rồi thì phải cộng nốt với động từ. Và chúng ta ở đây có chủ ngữ his đây rồi, nhưng witness nó lại là một danh từ, không phải động từ. Vậy nên câu này sai đúng không ạ? Thưa đúng. Rồi, because he's extremely rich. Không phải ạ, bởi vì anh ấy giàu, vậy nên anh ấy mới xấu. Câu này ở trên đã sẽ không đúng. Anh ấy giàu, nhưng anh ấy vẫn rất là xấu tính. Câu này ở trên và ở dưới nghĩa lại đang không cùng nghĩa với nhau. Ở trên đây đang so sánh ngược, được chưa ạ? Oh, sorry. Rồi, và inspire of cũng tương tự như cả despise thì cũng phải cụm với cả một noun phrases, là cụm danh từ chứ không phải là he is extremely, cộng với cả một đằng sau ở đây lại là một cụm gì đây, tân ngữ, sorry, inspire cũng vậy nha. Inspire of doing something hoặc là cộng với cả cụm danh từ hoặc là cũng danh từ. Còn ở đây là he is extremely, đây là có cả chủ ngữ rồi, đây là cả một câu rồi ạ. Vậy nên chưa đúng ạ. Rồi câu 35 ạ. Ui, con chữa giúp cô câu 37 nhá. Câu 35 là gì hả con? Câu 35 là A. Rồi câu 35 chúng ta có A. Rồi đây là câu điều kiện loại mấy ạ? Loại 2. Loại 2, và đây là câu này được dùng để làm gì ạ? Đưa ra gì ạ? Rồi, đưa ra lời khuyên như thế nào nhỉ? Lời khuyên một cách lịch sự nhé. Rồi, out to. Tôi được bảo rằng không được chọn, không được chạm vào. Được bảo rằng là một tính chất yêu cầu và ép buộc. Vậy nên nó sẽ không đúng này. Should touch that screen, bạn nên chạm vào cái cầu dao đấy. Đây là câu này ngược nghĩa sang nghĩa hoàn toàn. Và if I were you thì phải là, đây là câu điều kiện, cũng là câu điều kiện if I were you, nhưng mà phải là gì ạ? If cộng với chủ ngữ, phải là if I were, sorry, were thì đằng sau sẽ phải là I would not, chứ không phải là I wouldn't. Được ạ. Nào, câu thứ 36 giúp cô ạ. Câu 36 và đoạn C. C. I'd rather you didn't smoke here. Tôi khuyên là I would rather you. Tôi mong muốn rằng bạn đừng hút thuốc ở đây. Và câu C thì lại là would you mind? Bạn có phiền không khi hút thuốc ở đây? Thì lại chưa đúng rồi. Câu Cấu D. trúc đúng phải là đúng rồi ạ. Bạn có phiền không khi không hút thuốc ở đây? Đi, đúng rồi. Câu đầu, câu C sai nghĩa nha. Do you mind rather smoke here? Câu này lại đồng nghĩa với cả câu C. Bạn có phiền không khi nên hút thuốc ở đây thì sai. Và would you mind thì phải là would you mind thì không có to ạ. Would you mind two verb cũng đúng. Would you mind two verb đúng ạ. Nhưng mà phải là cộng với cả two verb. Còn đây là smoking. Được chưa?
Trung Quốc không chia, còn ở đây trở lại là smoking sao rồi ạ? Rồi, để câu 3, 4 câu còn lại nhiều bạn khác chữa nhé. Cô cảm ơn con. Nhi xem nào, Uyên Nhi xem nào. Đầu cuối vẫn không hỏng được đúng không? Nhi giữa giúp cô từ câu 37 đến câu 40 của đề này với ạ. Vâng ạ. Em ơn cô là câu 37, em chọn đáp án A. Rồi. Đáp án A đúng không ạ? Đáp án A là đáp án đúng ạ. Better than nghĩa là đang so sánh hơn, thì chúng ta sẽ doesn't speak as well ạ. Chúng ta vẫn sẽ dùng so sánh ở đây. Khác thì nghĩa là nói tiếng Anh không hay bằng, không tốt bằng cô ấy. Rồi, câu B thì có nghĩa là speak English as well as her, thì câu này lại sai nghĩa rồi đúng không ạ? Better than sai nghĩa. Câu C, Mary's sister speak English better than her. Chúng ta không dùng từ better ạ. Nếu mà so sánh thì chúng ta sẽ dùng từ gì ạ? Bad. Worse. Rồi, chúng ta sẽ dùng gì? Worse. Rồi ạ. Và nếu mà so sánh nhất thì sẽ là gì ạ? Worse. TFT. Rồi ạ. Và Mary's sister speak English as good as her thì câu đi đấy cũng lại không đúng. Nghĩa là em của Mary thì nói tiếng Anh tốt như cô ấy cũng không phải. Rồi, tiếp đến câu 38 nào. Cô 38 cho án B ạ. B. Rồi. 38 của chúng ta. B à? B cũng đúng. Nhưng mà chúng ta ở đây đáp án chúng ta có nhiều hơn và đáp án đúng cơ. À, em chọn D ạ. Đúng chưa ạ? Phải là D, A và B. Rồi, chúng ta có no matter. Được chưa ạ? No matter how cộng với một tính từ cộng chủ ngữ được chưa ạ? Thì là mặc dù Peter đã cố, được chưa? No matter how hard Peter tried, mặc dù Peter đã cố rất cố gắng rất nhiều, anh ấy vẫn không thể khởi động xe. Và despite trying not, despite thì còn nó là một cụm cụm động từ đây cũng đúng và nghĩa đều đúng, chỉ đó inspired thôi. Inspire Peter try hard là sai rồi. Inspire thì cái còn một cụm một động từ cũng danh từ, vậy nên là sai câu C. Vậy nên chúng ta lại có câu D. Đúng cả A cả B. Rồi, câu 39 ạ. Cô 39 em cho đáp án A. 39A đúng không ạ? Rồi. The day was so cold that we stayed indoors. Rồi. Có tại sao chúng ta lại không chọn đáp án C nhỉ? Bởi vì cô thấy nó giống nhau mà. Nào, tại sao con lại chọn A mà lại không chọn C? Cô là tại vì ở đây em nghĩ là phải dùng từ giác chứ không phải từ tu đó, kiểu cộng với một mệnh đề ạ. Đúng rồi, sau that là một mệnh đề nhé. Tu thì phải là do something. Rồi ạ, từ đây what suck cold that. Suck thì phải là suck ass, không phải suck cold, suck that. Suck ass, không phải suck that, sorry. Và từ đây câu này câu đi của chúng ta cũng vậy, phải là suck ass. Vậy nên chúng ta có so và cộng với so that, không phải so to. Câu 40 ạ. Cô 40 sẽ bán D ạ. 40 là đáp án D đúng không ạ? Rồi, tại sao nào? Theo cô, tại vì câu A ở vế đằng sau phải chia về quá khứ đơn mà đây người ta đang chia về quá khứ hoàn thành. Rồi, thứ nhất là thế. Và chúng ta sẽ còn gì đây? Chúng ta sẽ đều kết cả hai cái vế này, had worked và had went. Rõ ràng ở đây chúng ta đọc câu chúng ta lại có Phong went to the theaters after working hard for a week. Bạn Phong đã đi xem rạp chiếu phim sau một tuần làm việc vất vả. Nghĩa là cái việc bạn đã đi làm một một tuần vất vả đấy là việc xảy ra trước khi bạn đi xem phim. Rồi, vậy nên hai cái đồng thì với nhau thì không phải had worked và had went. Được chưa ạ? Đều là hiện tại. À nhầm, sorry, quá khứ hoàn thành. Đều không phải đúng không ạ? Work hard cộng với went to. Cũng hơi đúng đúng không ạ? After Phong work hard for a week, he went to the theaters. Tại sao nhỉ? Theo Sau khi cô tại Phong. Đúng vì rồi ạ. cái hành động xảy ra trước phải chia về quá khứ hoàn thành. Đúng rồi ạ. Vậy nên là cái đấy phải chia trước ạ. Và câu này là sai luôn rồi. Sau khi Phong rồi. Và he had gone. Rõ ràng cái này Phong làm việc trước thì lại để quá khứ và hát gòn lại để quá khứ hoàn thành. Vậy nên chúng ta còn đi. Rồi, cô cảm ơn ạ. Nào, ở đây các bạn chờ một chút nhé. Theo như gợi ý thì cô sẽ chia luôn đề cho các bạn. Mỗi bạn ở đây sẽ có bài 1 và bài 2. Xin nào. Bài 1 cô sẽ để bạn Phương nhé.
À, cũng vậy. Những câu hỏi ngắn này tầm 2 đến 3 câu thì sẽ để cho một bạn làm luôn. Lớp mình có một Phương thôi nhỉ? Thầy cô chưa nhớ tên nên cô sẽ để tạm này trước nhé. Sau này cô nhớ tên cô sẽ nói kỹ lại sau. Rồi, 1, 2 đã có người chủ điều này. Rồi, Hiền Anh sẽ làm giúp cô bài số 3. Bài số 4 từ câu 8 đến câu số 11 thì cô sẽ nhờ bạn Ngọc Hạo. Câu 12 cho đến câu số bao nhiêu đây? 12 cho đến 16. Cô sẽ nhờ bạn Minh Trang ạ. Bài 5 tiếp theo sẽ là quá đi nhỉ, làm đi nhá. Cô bị mất câu 20 rồi. Trời ơi. Bài 20 này cũng nhiều đi ạ. Bảo sẽ giúp cô 2 bài nhé. Đó là bài này luôn ạ. Bài ta có 2 đây. Thảo Nhi ạ. Biết không bạn nào? Chia thành từ câu 33 đến câu 36. Bạn giúp cô ạ. Bài câu 37 cho đến câu 40. Để mình nhé. Bạn giao bài cho chị Minh chưa? Không có lại giao rồi mà lại để họ làm 2 lần. Một thân. Bây giờ là 8 giờ 54, 9 giờ chúng ta sẽ bắt đầu chữa nhé. Những bạn nào đã được chia theo phần bài sẽ kiểm tra lại phần bài của mình nhé, và chuẩn để chỉnh lại để trước khi chúng ta bắt đầu chữa. Các bạn có 6 phút ạ.
Bắt đầu chữa các bạn nhé. Rồi ạ. Nào, Phương có thể bắt đầu mở đầu không? Cô Phương nào. 1, 2, 3, 4 là của con đấy ạ. Con một con tận đây ạ. Con 1 chúng ta có D đúng không ạ? Rồi. Các cái còn lại con đã tra ra là như thế nào ạ? Âm đấy nó khác như thế nào ạ? Những âm còn lại con tra là nó là âm U. Đúng Âm rồi. U có hai chấm. Âm có hai chấm, khi những từ đấy có hai chấm đúng không ạ? Đây nó sẽ là đúng, sẽ phải như này, không đúng không? Thì chúng ta sẽ phải kéo dài hơi ra và đọc dài ra một tí. Still, những âm này sẽ dài ra. Nhưng purify của chúng ta thì không đọc như vậy. Purify của ta sẽ được phát âm là âm juice. Nhanh hơn ạ, ngắn hơn ạ. Rồi, đúng ạ. Câu số 2 ạ. Câu 2 con chọn C ạ.
Câu 2 chúng ta có C, recall line. Recall line của chúng ta là được đang được ghi là gì ạ? À? Từ gạch chân này đã được phát âm là gì ạ? Con sao là âm Okay. Và các âm còn lại chúng ta đang có là refund, redesign and reproduce. Được chưa ạ? Đây là âm y ạ. Cũng như tương tự như vậy, sau âm y này có dấu hai chấm, nghĩa là một âm y đọc đọc dài. Được chưa ạ? Refund, refuse. Ok. Rồi ạ, câu số 3. có cô ba chọn A. Ba chọn A. Rồi, relax. Sorry. Câu 3 chọn A đúng không ạ? Chọn relax là âm thứ mấy ạ? Âm hai. Âm 2 ạ. Và các từ còn lại chỉ là âm thứ recall, realize and relatedly là âm thứ nhất. Thế thôi đúng không ạ? Vâng. Rồi, câu số 4. Bốn cộng C. C à? Rồi, permission là âm thứ mấy ạ? Âm hai. Permissions âm thứ hai. Các còn lại nào? Permanent power and carpet. Carpet chúng ta có là Âm một ạ. cô cảm ơn. Nào, tiếp theo là cô có Hiền Anh ạ. Hiền Anh chữa cho cô ạ. Câu 5 là C, D ạ. D đúng không? Chúng ta có Europe. Europe là gì ạ? Châu châu Âu. Để chúng ta đi với châu là có gì không ạ? Là in ạ. Vâng. Cô cảm ơn. In cộng với cả một lục địa. Câu số 6 ạ. Là sao ở whenever Rồi, hardly never. Gần như không bao giờ thì không đúng lắm. Vậy gần như phải là hardly. em ạ. Rồi ạ, hardly và never ở đây đều là từ phủ định. Vậy nên là chúng ta sẽ không dùng nó như thế ạ, ở trong câu này. Và chúng ta sẽ phải là hardly ever. Gần như không bao giờ mất một cơ hội nào để được chơi, để được đấu giải tennis. Rồi, câu số 7 ạ. Câu số 7 C ạ. C đúng không ạ? Rồi chúng ta phải chuyển gì ạ? S với S. Đọc lại giúp cô với ạ. Bỏ mốt thêm EST ạ. Đây là great là tính từ ngắn hay tính từ dài nhỉ? Từ ngắn ạ. Rồi ạ, chúng ta phải là the greatest. So sánh ạ. So sánh nhất ạ. Và đến từ ngắn thì chúng ta sẽ thêm the và thêm IST. Rồi. Thôi, cô cảm ơn. Mình chúc cho cô Hảo nào, câu 8 với 11 chúc cô ạ. Tám muốn chọn C ạ. C là nghĩa là gì nhỉ? Convention này con tìm được từ nghĩa nó là gì không? Theo con convention kiểu trả một Convention ở đây của chúng ta không có, nhưng chúng ta có đi các từ câu nào. Đáp án đúng của chúng ta phải là attention. Chú ý, you should pay attention. Bạn nên chú ý vào những điều người hướng dẫn đang nói. Convention ở đây đó là của hội nghị ạ. Intention là chủ đích. Và attendant là có mặt. Rồi. Rồi. Nếu mà khi các bạn nhìn thấy you should pay to what it's saying, pay and saying ở đây thì chúng ta sẽ tìm từ attention giúp cô nhé. Đó là hãy chú ý vào lời những người chủ trì đang nói. Câu số 9 ạ. Câu số 9 là A. Rồi. Used to. Used to nào. Là bởi vì sao nhỉ? When he Con lit.
Dạ vâng, chờ bạn nói đấy. Bạn con thưa cô là when he lived in the countryside, tức là anh ấy từng thực hiện thói quen là đi câu lúc khi anh ấy sống ở. Câu này là câu gì ạ? Nói về gì ạ? Nói về một thói quen theo cả thứ. Vậy nên chúng ta sẽ sử dụng used to cộng với verb. Đúng rồi ạ. Câu số 10 ạ. Câu số 10 con chọn C ạ. C đúng không ạ? If I were you. Câu này là câu gì ạ? Dùng để làm gì nhỉ? Con thưa cô thì là câu điều kiện loại 2 là dùng để kiểu khuyên nhủ ạ. Nếu bạn là Nhủ. tôi, nếu tôi là bạn. Rồi ạ, nếu tôi là bạn thì tôi sẽ nghỉ ngơi trước khi trận đấu ngày mai. If I were you. Rồi, câu điều kiện loại 1, không vấn đề gì. Rồi, câu số 11 à. Câu số 11 có chọn B. B. B đúng không? Cô nghe còn đúng không? Chết rồi. Rồi, đọc lại giúp cô đáp án ạ. Câu số 11 con chọn gì ạ? Con chọn bữa đáp án còn là B ạ. Ừ. Rồi, phần đó phẩy mà lại có câu dấu hỏi ở cuối này thì gọi là loại câu hỏi gì đây? Câu hỏi đuôi đúng không ạ? Câu hỏi đuôi và chúng ta sẽ phải ghi là gì? Nó sẽ là phải ngược lại với cả chủ ngữ, à nhầm, động từ trong trong bài. Chúng ta có have, never là đang là dạng khẳng định hay phủ định? Have, never. Dạ. Con thưa cô là dạng phủ định. Rồi, vậy nên chúng ta sẽ phải chọn dạng khẳng định đúng không ạ? Ngược lại với have never, chúng ta chỉ đơn giản chỉ cần thêm là have you thôi ạ. Rồi ạ, chị hãy giúp cô nhé. Câu số 12 và đến câu còn lại là của Minh Trang ạ. Minh Trang giúp cô ạ. Ờ, con là cô 12 là C ạ. Could. Rồi, rồi. If only I could play the guitar as well as you. Rồi, tại sao tôi lại chọn could ở đây nhỉ? À, con thưa cô, đây là kiểu giống như là gần giống câu ước ấy. Vậy cho Đúng. nên là mình phải mà đây là ở hiện tại nên là mình sẽ chọn là could đó. Rồi. Câu ước ở thì hiện tại sẽ chọn động từ viết thiếu là could đúng ạ. Câu số 13 nào. Con thưa cô, câu 13 là cái gì nào? B, passing. There's no need to be nervous. You're quite capable. Ok, chúng ta sẽ có capable cộng với of verb in ạ. Capable of something. Có thể làm gì đấy. Chúng ta Nghĩa là có khả năng làm gì. Rồi, động từ đã chia đúng rồi nhưng mà thiếu của cô ợp. Vậy nên là nếu mà đáp án đúng ở đây sẽ phải là đáp án gì ạ? À. Rồi, đây nhé. Passing your final exam. Bạn không cần phải lo lắng gì cả. Bạn có đủ khả năng để Để vượt qua qua kiểm tra cuối kỳ. Rồi, câu số 14. con thấy cô 14 là B ạ. Had Rồi, chúng ta đang chia theo thì nào đấy ạ? quá khứ hoàn thành ạ. Rồi. Tại sao nhỉ? Bởi vì là khi cô ấy arrived at the theater and remember that she had promised meet a new friend somewhere else. Rồi, thì chúng ta sẽ xác định được hành động nào xảy ra đầu trước đúng không ạ? Promise là trước ạ. Rồi. Hứa rồi đúng không? Hứa thế mà khi đi đến nơi thì mới nhớ ra, nghĩa là việc hứa này là còn trước cả xảy ra hai việc đầu tiên. Vậy nên chúng ta sẽ chọn hiện tại hoàn thành. Rồi, câu số 15 ạ. Lăm là B, may Rồi, if you have finished the test, you may leave. Rồi, đây là câu điều kiện loại mấy ạ? lại một ạ. Rồi ạ. Cộng với cả chủ ngữ và vế đằng trước là hiện tại đơn và vế đằng sau sẽ là chủ ngữ cộng may could should. Rồi, tại sao chỉ là may leave mà là không phải là may be leaving? Con cô là tại vì mây là cộng với lại verb. Rồi.
Nó là động từ loại cụm từ khuyết thiếu đúng không ạ? Và sau động từ khuyết thiếu lúc nào động từ cũng phải chia ở dạng nguyên nguyên thể. Đúng rồi ạ. Câu số 16. I wish Could have. no. Could help me to do exercise. Sao không phải là can mà lại là could, là could nào? Tại vì ở hiện tại thì phải cộng với lại verb verb ed hoặc là verb ở cột 2 á. Rồi, đây là cột 2, verb cột 2 ạ. Không phải. Rồi, cô cảm ơn ạ. Mi nào, chúng ta có câu 17 đến câu 20. Đúc cô ạ. 17B. 17B, đúng không? How about cooking the meal now? Đây là một câu dạng lại gì ạ? Câu gợi ý. Rồi, đúng rồi ạ. Đây là câu gợi ý, hoặc gọi là câu đề xuất. Để cho ở dưới chúng ta mới có thể tạo ra một câu, đó là tại sao không nhỉ, được chưa ạ? Ở trên mình phải đề xuất một cái gì đấy thì ở dưới người ta mới có thể thuận đồng tình đi theo, đúng rồi ạ. Câu số 18. D. Hey, thank you very much for your donations. It's my pleasure. Rất cảm ơn vì bạn đã quyên góp và đấy là hân hạnh của tôi. Rồi, một lời lịch sự, cảm ơn một lời lịch sự khác. Cô cảm ơn. Câu 19 nào. 19 này cô đôi vàng này bởi vì là nó theo nhìn ở trong sách của các bạn và cũng như đề này của cô thì cô thấy nó đang hơi sai. Vậy nên là cô muốn để cho các bạn lại một tí. Từ cầu tiên từ 19 exploded đấy nghĩa là gì trước ạ? No. The bomb exploded, đã nổ đúng không ạ? Rồi. Chúng ta có đáp án A là gì? Là put Rồi, put on ở đây chúng ta có put on là một động từ, là một cụm động từ nghĩa là đeo hoặc là mặc lên trên người. Rồi, câu số 2, câu B ạ, chúng ta có là gì đấy ạ? quên When off đúng không ạ? Rồi, when off là gì nhỉ? no. When off, tắt, đã bị tắt. Put on. Đây là gì nhỉ? Là cốt out. Để cô mở lại cái file này xem là để xem đề bài xem sách của các bạn nữa. Để không xíu ạ. Rồi. Why not? Và đây là go out. Câu C của các bạn đúng không ạ? Out ở đây nghĩa là ra ngoài. Rồi, và D là gì ạ? Keep. Keep up nghĩa là chúng ta có là theo kịp và bắt kịp. Rồi. Chúng ta đã tìm ở đây là tìm closest meaning. Đồng nghĩa. Và ở đây nhìn theo như bốn từ này thì có từ nào đồng nghĩa không ạ? Không có đúng không ạ? Bởi vì cô thấy mới nhìn thấy là đề đề sai. Ở đây của chúng ta là got off không phải ạ. Got off đúng không ạ? Các bạn nhìn xem cho cô got off các bạn C có phải cái đấy không? Đúng không con? Rồi, cô ơi, Rồi. xem cái B nó có hai chữ F. When off đúng không ạ? Đấy. Rồi, không đúng nhá. Ở đây đề của chúng ta bị sai ạ. Đề của chúng ta ở đây phải là không phải when off mà phải là go off. Được chưa ạ? Go off ở đây thì mới có nghĩa là nổ tung. Câu này đang bị sai ạ.
Vậy nên chúng ta mời các bạn sửa lại cho cô chữ đấy và ghi lại cho cô đáp án của mình là đáp án B. Không phải là when on mà là go on nha. Cô ơi cô. Dạ. Cho anh hỏi con tưởng kiểu cô trên explore nó theo quá khứ thì go phải chỉ đánh quen chưa? When off ở đây á, cô cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà khi cô search ra when off thì nó lại không có nghĩa. When off ở đây lại tắt. Đó, when ở đây, when off đây. Khi cô tìm ra nghĩa thì cụm nó lại gọi là gì đây ạ? Đây gọi cụm từ. Cụm từ thì nếu mà when off thì nó phải là go off. Đó, cô cũng đã rất thắc mắc cái điều đấy. Thế nên cô cũng đã hỏi thầy. Thì thầy phải bảo là go off. Hoặc nếu không chúng ta có một cái, đấy, got off này, go off này cơ. Đó, bé hôm đấy cô cũng hỏi thầy ở trên trường ấy, nếu mà một thầy nước ngoài ấy, thì thầy bảo là nếu như vậy ấy, thì là nếu mà văn nói thì là trên tình cảnh thì nó không không còn, nếu mà ngữ văn nói thì nó không có vấn đề gì, còn nếu văn viết này thì chúng ta sẽ nên dùng một từ khác. Đó, when off ở đây nếu mà search ra từ ấy thì nó lại không đúng về ngữ ngữ pháp, nếu mà bạn đã nói thì đấy, nhưng khi gộp hai từ ấy lại thì nó sẽ không có nghĩa là nổ tung nữa. Đó, vậy nên là nếu mà chúng ta dùng từ go off thì đúng là trên danh nghĩa vừa nói xong, nó lại không đúng dạng từ. Vậy nên thầy bảo nếu mà đúng thì chúng ta nên dùng một từ khác. Đó. Vậy nên là tạm thời chúng ta sẽ check với đáp án đấy tạm thời trước nhé, bởi vì trên đề của chúng ta là như vậy. Quên họp đấy khi mình search lại là tắt cơ. Đó. Sorry. Để cô sẽ check lại đề nhé, bởi vì nhiều lúc cũng có nhiều lúc đề lỗi. Vậy nên là nhiều lúc sẽ phải hỏi lại các thầy cô khác hoặc là mọi người khác để có thể check lại đáp án. Rồi, giúp cô câu số 20 ạ, của Bảo ạ. À cô sorry, 20 vẫn là của đấy đúng không? 20 vẫn là của My, đang bị mất câu 20. Câu 20 chúng ta có từ arrive ạ. Rồi, arrive này của con có từ nào khác không ạ? Chúng ta có từ đồng nghĩa là gì ạ? Turn up. What may happen if John does not arrive in time? Nếu sao thì đến khi John không đến kịp, chúng ta sẽ có nghĩa bằng với cả từ turn up, đúng rồi ạ. Rồi, câu số 2, bài tiếp theo ạ, bài 21 của Bảo ạ. Chúng ta có bài từ câu 21 cho đến 27 đấy ạ. Cố gắng ạ. Câu số 21 là B. Chúng ta à, B hay D hả con? B à? Cô vẫn chưa nghe rõ là B hay D. B, B. B, B đúng không? Rồi, B thì đúng. Rồi, chúng ta tìm từ opposite đúng không ạ? Trái nghĩa. Và default ở đây có nghĩa là gì ạ? Không thanh toán. Rồi, rồi đây gọi là không, chưa thanh toán đủ hoặc gọi là thiếu. Gọi là từ gọi là dân dã hơn một tí thì gọi là thiếu nợ. Được chưa? Bởi vì chắc chưa, vẫn đang thiếu nợ, chưa trả nợ xong. Vậy nên là nhà ngân hàng đã đưa anh ta ra tòa và ngược lại với nó, đương nhiên là trả đầy đủ rồi. Đúng ạ. Câu số 22, pass, chúng ta sẽ có từ Đều. fail đúng không? Ngược với cả vượt qua môn thì chúng ta sẽ có từ không qua môn. 23, mời đọc luôn ở đây nhé, để cô có thể dễ văn Có hai văn học luôn. ba in ạ. Cảm ơn. 24 chúng ta có. Hai thứ là event, event, Even, even. event. Rồi, 25 ạ. À là mà almost. Almost. Rồi, 26 ạ. À tao là Mạnh. Và 27 chúng ta có là make. À ớt. ất đúng không ạ? Rồi, cũng tương tự như các bạn khác. Đúng. Từ 23 đến 27 là sai đúng một câu, được chưa ạ? Nào, chúng ta sẽ bắt đầu đi lại ạ. Computers are helpful in many ways. Rồi, máy tính luôn gì ạ? Hữu ích ở rất nhiều cách. Đúng rồi ạ. First, they are fast. They can work with information even more quickly than a person. Nhanh hơn cả một con người, được chưa ạ? Làm việc với thông tin nhanh nhạy hơn cả người. Second, computer can work with lot of information at the same time. Máy tính có thể làm việc được với rất nhiều thông tin ở trong cùng một thời điểm. Và thứ ba, third, they can keep information
For a long time. Cùng với đó đó là lưu trữ trong một khoảng thời gian rất là dài. They do not forget things that are common people do. Không có chuyện mà quên như là con người thường bị. Moreover, hơn nữa, computer à, chúng ta có từ almost cũng là gần như. Nhưng mà gần như này sẽ theo một cái nghĩa hơi bị là tiêu cực một tí. Chúng ta nếu mà gần như là hầu như ạ, chúng ta sẽ dùng từ mostly nhé. Mostly only correct. Đa phần. Almost là gần như là 99,9%, nhưng mà nó sẽ không được theo cái tích cực lắm, vậy nên là người ta sẽ không dùng cho trường hợp này, cái sẽ dùng mostly, hầu hết. Nó cũng có một cái độ phần trăm, một độ tương thích cao cũng giống như vậy, nhưng mà nó sẽ không dùng, đó nó nghĩa nó tích cực hơn. Thế nên chúng ta sẽ dùng từ mostly nhé. They are not perfect, but they usually do not make mistake. Không tạo ra lỗi sai. Mặc dù không hoàn hảo nhưng mà cũng không thường ra lỗi sai, nghĩa là không phủ định nó tốt, nhưng mà ta sẽ không bao giờ là 100%. Recently, it is important to know about computers. There are numbers of things to learn. Some company have classes at work. No, nơi chúng đi cộng với us. In addition, most university offer day or night courses in computer science. Chúng ta thấy computer science là gì đấy ạ? Khoa học máy tính à? Công nghệ thông tin. Another way to learn from a book from a friend with a few hours practice may not be an expert. Chúng ta. But you can have fun. Rồi, cô còn cảm thấy trong này chưa có cái từ mới nào cần đấy. Có bạn nào còn muốn tìm hiểu xem từ mới ở đây bạn chưa hiểu không ạ? Hoặc là muốn tìm hiểu nghĩa của nó không ạ? Không có đúng không? Chúng ta có ổn với bài này, chúng ta có thể đi tiếp nha. Rồi, Thảo Nhi nào. Chúng ta sẽ Ở có đây 8 con chọn ạ. à đúng không ạ? Safe water sources. Nguồn nước. Tiêu chọn nguồn nước sạch. Câu số 29 ạ. Câu số 29 con chọn C ạ. C đúng không ạ? Câu số 30. Con chọn ạ. Rồi. Một xíu ạ. Rồi, câu số 31 ạ. 31 con chọn A. À luôn ạ. Và câu số 32 chúng ta có đáp án là À, cũng A. Một ngày toàn A. Rồi, kiểm tra xong kiểm tra xem được đúng không nhá. Rồi. Nào, chúng ta sẽ cùng quay lại ạ. Tại sao tại đáp án của bạn ạ? Câu 28 bạn chọn A. According to the writer, one environmental problem of the world today is. Theo như người viết, tác giả thì một vấn đề về môi trường hiện nay là problem in the world today là đang thiếu nước đúng không ạ? Thiếu nguồn nước sạch. Rồi, chúng ta có thể tìm thấy ở đâu đây ạ? Ở environmental problem in the world ở ngay trong đầu ạ. Rồi, dòng đầu và dòng thứ hai đúng không ạ? Shortage of clean water. Vậy sẽ là clean water shortage. Rồi, một thiếu hụt nguồn nước sạch. Rồi, vậy là đúng. Câu số 29 sẽ là chuyện gì đang xảy ra vấn đề nghiêm trọng ở hồ Laika ở Laika in Russia. Nào, một chiếc hồ Nga đang chuẩn bị có vấn đề gì đấy ạ? Bị ô nhiễm mà. Rồi, là đoạn này đúng không ạ? Yes, they are being destroyed by the massive volume industry pour into the lake every day. Rồi, chúng ta sẽ có vài cụm từ trong đây ạ. Massive. Rồi ạ. Mặc dù vậy, con sông này đang bị phá hủy bởi một số một gì ạ? Massive volume, khối lượng lớn. Of industrial event. Nếu mà chưa ai tìm thì chúng ta sẽ có nghĩa đây có nghĩa là gì ạ? Chúng ta đang đổ cái gì ra sông ra biển đấy ạ? Đó là nước thải gì ạ? Nước thải công nghiệp. Mà được thải ra hồ hàng ngày. Được chưa? Đây là lý do ạ. This is what destroy
Rồi, câu số 30 ạ. Chúng ở trong đoạn văn này là thay thế cho Luật à? luật đúng không ạ? Để cô xem nào. Even thought law has been made. Mặc dù đã có nhiều luật đã được lập nên, nhưng chính phủ vẫn chưa có sức mạnh để thực hiện chúng. Rồi, vậy nên chúng ở đây chính là những điều luật ngăn cấm này. Đã đúng rồi ạ, cô cảm ơn. Rồi, câu số 31. Có bao nhiêu đất nước đang đổ nước thải công nghiệp ra biển Mediterranean Sea? Biển gì đây ạ? Bọn không biết à? Chúng ta sẽ có đây gọi là Địa Trung Hải. Địa Trung Hải có bao nhiêu đất nước? Nearly 16, gần 16. Nào, chúng ta sẽ xem nào. Có phải gần 16 không ạ? Rồi, chúng ta có từ almost 16 country, gần 16 quốc gia. Gần thì là gần, almost thì bằng với nearly. Đúng rồi ạ. Câu số 32. What is the message to reader? Thì ạ, muốn gửi gắm gì đến những người đọc đây ạ? We should take action to protect our water sources. Rồi, chúng ta có thể tìm đoạn đấy ở đâu ạ? A so clean water now gì đấy. Rồi. Chúng ta có cái đoạn cuối cùng ạ. Đây là dòng hai câu cuối cùng đấy ạ. Clean water is now sacred. Rồi. Nước sạch thì càng ngày khan hiếm và chúng ta đã đang đến last beginning to respect this resource. We should do something now. Và chúng ta cần phải tôn trọng và bảo giữ giữ gìn nó. Rồi, không có vấn đề sai ở đây. Cô cảm ơn ạ. Từ 33 đến 36 của đoàn đấy ạ. Mời đoàn nào. Đó là cô 33 con chọn đáp án B ạ. 33B đúng không? Rồi, đúng. Hôm mua từ hôm qua thì phải là Westbot và quyển sách thì phải là interesting, đúng rồi. Câu interestingly là không đúng này bởi vì nó không dùng cho book, interesting that cũng vậy. Which Westbot not like cũng đúng luôn. Trời ơi. Thì ở đây là is, ở đây là Westbot không đúng. Rồi, câu bạn tự ạ. Có ba tôi con cho đáp án D ạ. D đúng luôn. Andy ask John, chúng ta có công thức gì đấy ạ? Chủ ngữ cộng ask đúng không ạ? Cộng với to verb hoặc là not to verb. Rồi. Ở đây thiếu này. Sai nghĩa này, câu này là sai nghĩa này. Hai câu trên thì đều là thiếu to verb absent, không có to ở đây. Rồi, câu số 35 ạ. Có 35 con cho đáp án D ạ. 35 D Vâng. à? D thì chưa đúng, D thì đang sai cấu trúc. She's so young that she can see horror film. Can see. Cô ấy quá trẻ mà cô ấy có thể thể xem được phim kinh dị. Can see này. Đó, chúng ta chỉ có câu câu đúng ở đây ạ. Là Vâng. see cơ ạ. Vâng. She not old enough. Cô ấy chưa đủ tuổi để xem phim nhá. Rồi, câu trên. For her to see. Young enough to see horror film. Đều cùng một cái nghĩa đấy. Cô ấy quá trẻ để có thể để xem phim ạ. Để có thể xem phim. Rồi, phải là cô không nói nhá. Câu thứ 36 ạ. Câu thứ 36 con chọn A. Đây là câu bị động ở thì tương lai gần. Thôi thế bị động thì tương lai gần đúng không ạ? To be going to cộng be cộng phân thứ hai. Rồi, câu số B tại sao sai là để cô nhìn nào. Rồi, is built thì không có. Không có is built ở đây. Câu số C là swimming pool is going to build. Swimming pool thì không thể tự xây được. Thì chưa, câu này chưa có bị động. Và câu D, they are going to build không có dùng ngữ ở đây. Thừa. Câu 37. Của ai này? Quấn của con đúng không? Không phải. Tuệ Minh ạ, từ 37 đến 40 giúp cô ạ. 37B ạ. 37. Chúng ta có B đúng không ạ? Đây là câu gì đấy ạ? Rồi, ở trên là đang có hai câu dấu ngoặc đây ạ. Ở đây mất dấu ngoặc rồi thì là đang từ trực tiếp thành gián tiếp đúng không ạ?
và câu gián tiếp chân thuật ạ. Ở đây đều là Lan said she thì đúng. Lan said I could, Lan nói tôi có thể và Lan nói tôi có thể. A và D đều sai đúng không ạ? Đây, đều có ai? Không đúng ạ. Lan said she can play. Said thì phải đi với could, lùi thì không dùng can nữa. Vậy nên là chúng ta có duy nhất là bản B là bản đúng. Rồi, cô cảm ơn. Câu 38. 38D ạ. B hay D hả con? D ạ. Bờ đúng không? D. Rồi. Đối ạ. Rồi, đờ đúng rồi ạ. Đây là câu điều kiện loại mấy ạ? Câu điều kiện 1 ạ. Rồi ạ, dùng để cảnh cáo và ai đấy đừng làm việc gì. Rồi, nếu mà chọn câu số 1 là if, nếu mà bạn mặc áo thì bạn sẽ bị lạnh. Nên câu A và B đều không đúng. Rồi ạ. Và câu đây là câu đấy bị sai. Unless ở đây là đang thì hiện tại, vậy nên đằng sau sẽ không để would nữa. Vậy nên chúng ta sẽ để you will. Vì đây là thì if 1. Câu số 39. 39A. 39A. Rồi, despite thì cộng với cả bring đây rồi. Taking a taxi, you arrive late for the contest. Chưa đúng nghĩa. Talking as she arrive. Inspire thì đây, inspire. Chứ thiếu inspire. Rồi, em có mỗi câu A đúng rồi. Rồi, cô cảm ơn. Câu cuối cùng nào. 40A nữa. 40 là 40A đúng không ạ? Rồi, there's no point in denying. Rồi. Ở dưới thì là no point không có in này. No use denying cũng không đúng và no need denying. Rồi, vậy là coi như là chúng ta đã hoàn thành bài hôm nay ạ. Cô sẽ nhờ cô Thủy giao bài cho các bạn nhé, bởi vì cô chưa biết bài tiếp theo các bạn.